Thưa quý vị, mùa hè đến là cơ hội để học sinh có những phút giây nghỉ ngơi sau năm học, bên cạnh bổ sung kiến thức rèn luyện kỹ năng sống. 3 tháng không đến trường cũng là thời gian lý tưởng để quan tâm, tăng cường sức khỏe cho con trẻ. Tại Đà Nẵng, số lượng phụ huynh đăng ký cho con học bơi vào mùa hè những năm qua tăng nhanh. Từ các bể bơi tư nhân đến bể bơi trường học, đều có đông trẻ em tham gia học tập. Ngoài phòng chống đuối nước, bơi lội còn là một hoạt động thể thao có nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em để phát triển thể chất. Hè 3 tháng, chúng ta học 2 khóa để học sinh để cho đạt được những kỹ năng tốt hơn trong hè. Và phụ huynh cũng hiểu được ý nghĩa dạy bơi cho các em, nhằm cho các em vui chơi giải trí trong hè, cũng như kỹ năng bơi và kỹ năng sống sót trên nước. Ngoài trường học, nhiều đơn vị tổ chức cũng đã triển khai các hoạt động để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mùa này. Nhiều bệnh lý của trẻ, cách điều trị được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn đến phụ huynh, như tại buổi khám tầm soát bệnh về cuộc sống và bàn chân bẹt cho trẻ em Đà Nẵng do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức mới đây. Vẹo cuộc sống là một bệnh lý thường gặp ở học sinh nhưng vẫn chưa được nhận thức đúng đắn. Chúng tôi mong muốn thông qua việc khám miễn phí cho trẻ em lần này sẽ giúp phụ huynh và cộng đồng nâng cao nhận thức về bệnh lý vẹo cuộc sống ở trẻ em nói riêng cũng như các bệnh lý cuộc sống ở người lớn nói chung. Mùa hè này, các trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện chủ trương mở cửa trường học. Nhiều câu lạc bộ thể thao được mở cửa để giúp học sinh có thể rèn luyện sức khỏe cũng như cân bằng tâm lý sau thời gian học tập căng thẳng. Việc chăm sóc thể chất tinh thần cho con em được phụ huynh quan tâm nhiều hơn, nhất là sau khi các em đã trải qua một năm học nhiều biến động vì dịch COVID-19. Con thì nhiều nhất đối với con đó chính là môn bơi. Tại môn bơi thì là vào mùa hè nó rất nóng, nên con rất thích đi bơi. Con sẽ mong là con sẽ được tham gia nhiều hoạt động khác hơn. Để có thể học tập, phát triển toàn diện thì trước tiên trẻ cần có một nền tảng thể lực thật tốt, tâm lý thoải mái, vững vàng. Vì lẽ đó, ngoài trang bị kiến thức thì 3 tháng hè chính là thời điểm vàng để học sinh rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, trước việc xuất hiện đa dạng các lớp học khóa học, phụ huynh cũng cần thận trọng trong việc lựa chọn để đảm bảo an toàn cho con khi tham gia các hoạt động thể thao mùa hè.